Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn đăng luân phiên bằng token dựa vào phần mềm F Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab F Plus Token and Cookie, chọn mục đăng nhóm luân phiên. Ở trong danh sách token ở đây, các bạn nhập mỗi dòng một token. Ví dụ, mình đã có token của hai tài khoản ở đây. Mình sẽ sao chép và dán. Các bạn nhớ là mỗi token thì mình để vào một dòng khác nhau. Sau đó nhấn thêm. Các bạn có thể thấy là hai nick Facebook của mình đã được ép vào danh sách ở phía dưới. Nếu các bạn sử dụng trên 5 nick Facebook thì các bạn nên dùng Dcom và tích vào mục Reset Dcom sau khi mà các bạn đăng được một số lượng nhóm nhất định. Các bạn ghi số lượng vào ô bên cạnh. Tiếp theo, các bạn nhập nội dung bài viết mà các bạn muốn đăng. Ngoài ra thì các bạn có thể đăng nhiều bài viết một lúc bằng cách lưu bài viết. Ví dụ đây là bài viết đầu tiên của mình. Các bạn có thể random lên các biểu tượng R hoặc ký tự W để random biểu tượng mặt cười tránh trùng lặp nội dung khi mà mình đăng bài. Mình nhấn lưu bài viết. Tiếp theo, mình nhấn bài viết thứ hai. Đây chính là bài viết thứ hai của mình nhấn lưu tiếp. Sau đó các bạn mở bài viết. Các bạn có thể thấy là bài viết của mình đã được lưu lại ở trong danh sách. Các bạn có thể chọn một hoặc hai hoặc bất kỳ tất cả bằng này bài để các bạn đăng. Sau đó nhấn chọn. Như vậy, các bạn có thể lựa chọn đăng một nick một bài viết trong danh sách đã lưu, đăng lần lượt từng bài viết đã lưu hoặc là đăng random các bài viết trong danh sách đã lưu bằng cách tích hoặc là bỏ tích ở ô trống ở trên đầu. Tiếp theo, các bạn lựa chọn hình thức mà mình đăng bài. Các bạn có thể đăng API, link web, bài viết, ảnh, album, ảnh ở trên Facebook. Các bạn tích vào mục link website hoặc ID bài viết trên Facebook. Sau đó copy link website hoặc là bài viết mà các bạn muốn chia sẻ và đăng vào ô trống bên cạnh. Nếu các bạn muốn đăng API, ảnh và status, các bạn muốn đăng ảnh, các bạn tích vào mục đăng ảnh, nhấn chọn ảnh và có thể chọn nhiều ảnh của mình để đăng. Nếu các bạn muốn đăng status, các bạn nhấn vào đăng status và nhập nội dung status vào trong mục nội dung bài viết. Tiếp theo, các bạn chọn nhóm mà các bạn muốn đăng bài bằng cách nhấn chuột phải và nick của mình, nhấn Select Group Whitelist. Sau đó các bạn chọn những nhóm bất kỳ trong danh sách nhóm của mình đã tham gia bằng cách tích hoặc là bỏ tích. Sau đó nhấn OK. Các bạn chọn random số nhóm ở trong danh sách các bạn vừa chọn. Các bạn có thể chọn bất kỳ random bao nhiêu nhóm trong danh sách đó đều được. Tiếp theo, thời gian delay các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để tránh tình trạng bị checkpoint khi mà mình đăng. Sau khi đã hoàn tất những bước trên, bạn nhấn bắt đầu. Các bạn có thể thấy là trong danh sách nick của mình đã hiện ra đăng nhập token của mình thành công ở trạng thái. Các bạn có thể kiểm tra lại lịch sử đăng của mình ở trong phần nhật ký hoạt động trên Facebook. Đăng hoàn tất.